Khám phá thế giới SCP tập 5, chủ đề về kết cấu của vũ trụ SCP hay SCP Cosmology. Ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về quy mô của vũ trụ SCP. Có những thứ gì đã hình thành nên cấu trúc của vũ trụ hay có bao nhiêu tầng góc nhìn nằm bên trong thế giới của tổ chức SCP? Cùng mình tìm hiểu nha. Trước khi bắt đầu thì mình xin nói là video này được tham khảo từ một số thông tin của tác giả nổi tiếng Placeholder tác giả của series đình đám Admonition và thông tin từ những bài đăng của cộng đồng scp lore trên phở bò ok cảm ơn mọi người đầu tiên để có thể hiểu rõ hơn về những phần sau của video thì mình xin giới thiệu với các bạn hai khái niệm đó là thực và viễn thực ở đây là thực tế chỉ sự tác động của những quy luật tự nhiên hiện có của một thế giới lên mọi vật có trong thế giới đó chẳng hạn như con người thì chịu sự tác động của xanh lão bệnh tử rồi các sự vật hiện tượng thì hoạt động xung quanh định luật vạn vật hấp dẫn vân vân tóm gọn hết lại những quy luật đó thì nó sẽ tạo ra phần thực của một thế giới hay chúng ta có thể mường tượng rằng thực ở đây chính là thứ mà một con người có thể hiểu và lý giải được tiếp theo là viễn chỉ sự tác động của những thứ không phải quy luật của một thế giới lên trên mọi vật của thế giới đó những thứ này có thể là thần thánh các thực thể siêu nhiên đón toàn năng mà cụ thể trong vũ trụ scp chính là các tác giả đã sáng tạo ra những câu chuyện bên trong vũ trụ này hay chúng ta có thể hiểu là phần viễn đại diện cho mức độ ảnh hưởng của tác giả đối với thế giới đó. Ok, về cơ bản thì toàn bộ vũ trụ SCP có 4 tầng góc nhìn cấu tạo nên một tổng thể vững chắc về liên kết mà lạc với nhau. Mỗi tầng này đều chịu sự chi phối của ít nhất một trong hai khái niệm thực về viễn, với tổng phần trăm chi phối cộng lại sẽ là 100%. Tầng góc nhìn càng cao thì phần thực sẽ càng tăng lên, về phần viễn sẽ ngày càng giảm. Điều này có nghĩa là gì? khi chúng ta càng thăng tiến lên tầng thực tại cao hơn sự ảnh hưởng của tác giả hay những kỹ sáng tạo sẽ càng giảm và thực tại sẽ trở nên vững chắc hơn khó có thể bị biến đổi bởi các yếu tố viễn tưởng ok quay trở lại với bốn tầng góc nhìn của vũ trụ scp đầu tiên là tầng góc nhìn thứ nhất chuyện trong chuyện đây chính là tầng góc nhìn của các câu chuyện thực tại được tạo ra bởi các thực thể và cá nhân nằm bên trong vũ trụ scp như tổ chức các thực thể có khả năng bể công thực tại các tác giả viết chuyện ở tầng này không có gì là thật cả, mọi thứ đều bị chi phối bởi yếu tố viễn tưởng tương đương với việc phần viễn chiếm 100%. Sang tầng 2, thực tại chính của vũ trụ SCP, đây là nơi sinh sống của tổ chức, của toàn bộ các SCP, của những thứ đã, đang và sẽ diễn ra trong vũ trụ. Những thứ mà chúng ta đang đọc về SCP đang được hiện thực hóa tại tầng này. Những ngoại truyện, những series về SCP tuy khác nhau về tác giả, về dòng thời gian, nhưng chung quy lại đều diễn ra trong vũ trụ ở tầng góc nhìn này. Ở tầng 2, vũ trụ SCP đã bắt đầu có những quy luật phát triển cho riêng nó và tác giả không thể ảnh hưởng hoàn toàn 100% đến mọi thứ được. Tương đương với việc phần thực chiếm 50% về phần viễn cũng chiếm 50%. Có một điều thú vị là khi chúng ta thoát ly khỏi tầng 2 để tiến lên tầng 3, giữa hai tầng này sẽ có một khoảng giao thoa. Khoảng giao thoa này chính là nơi tập trung của những vùng tâm thức hay còn gọi là các sphere, bao gồm Onerosphere, mộng quyển, Noosphere, chí quyển, Cybersphere, máy quyển, Infosphere, tinh quyển và Patasphere hay siêu quyển. Ngoài ra còn có một vùng được gọi là Semiosphere, nhưng vùng này khá ít thông tin, chưa biết thật sự là nó có tồn tại hay không. Mình sẽ có một video riêng nói về những vùng tâm thức này nha các bạn. Ok, xem đến tầng góc nhìn thứ ba, hay còn gọi là Proceivers, vũ trụ ủy quyền. Đây lệ thực và viễn ở tầng này là sắp xỉ 66% và sắp xỉ 33%. Theo tác giả Placeholder, thì đây là nơi cư ngụ của Editors những kẻ chỉnh sửa, một chủng tộc được xem như là bản sao của các tác giả ở thế giới thực. Chúng có nhiệm vụ nhận ý tưởng từ đấng sáng tạo và sắp xếp những ý tưởng này vào dòng thời gian của vũ trụ SCP một cách hợp lý và chặt chẽ. Để rồi từ đó, những ý tưởng này sẽ hình thành nên những câu chuyện về các SCP mà chúng ta đang được đọc. Và đúng như các bạn đang nghĩ, những editor này rất giống với các thực thể quen. những kẻ cũng được cho là hiện thân của các tác giả được đề cập trong SCP-001, cơ sở dữ liệu và SCP-5500 cái chết của những tác giả nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin xác nhận liệu hai thực thể này có phải là một hay không có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm những thông tin từ phía tác giả theo cá nhân mình nghĩ thì những editor có thể chính là Swan được đề cập trong SCP-001 cơ sở dữ liệu họ là những chu Swan những kẻ thật sự có quyền năng mạnh nhất chỉ sau cái tác giả của vũ trụ SCP còn Swan được đề cập trong SCP-5500 thì có thể chỉ là những phân thân mà editor tạo ra để đánh lừa Bright về tổ chức rằng họ để tiêu diệt được những kẻ sáng tạo. Ok, sang đến tầng góc nhìn cuối cùng, tầng thứ tư, thế giới thực. Thông tin về tầng này hiện tại vẫn còn đang khá mập mờ, có thể sẽ xuất hiện hai quan điểm. Thứ nhất, tầng 4 này là đang nói tới vũ trụ của những creator, những kẻ sáng tạo, tức là phiên bản con người thật của các tác giả nhưng ở trong dạng fiction, dạng viễn tưởng. Hoặc ta cũng có thể hiểu đây chính là real world phiên bản fiction quan điểm thứ hai là có thể tầng 4 này đang ám chỉ đời thực của chính chúng ta luôn những con người bằng xương bằng thịt dù quan điểm nào thì mình vẫn thấy nó hợp lý vì chung quy lại SCP không có thật ở thực tại này chúng chỉ là những tác phẩm viễn tưởng nên hiển nhiên con người và bản sao của chúng ta luôn là thực thể nằm ở tầng thứ cao nhất ok thế là hết rồi đó các bạn sao các bạn thấy còn tầng 5 nữa à? Thành thật xin lỗi các bạn, sau khi tìm hiểu kỹ lại thì hiện tại những thông tin về tầng 5 crime universe vẫn còn là một bí ẩn chưa có tác giả nào xác thực là nó có tồn tại hay không cả nên chắc yeah. mình sẽ chưa thể đưa thông tin về tầng này cho các bạn được có lẽ chúng ta phải chờ thêm những xác nhận từ các tác giả thôi ok cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo khám phá vũ trụ viện tưởng world of darkness hay hát giới